thời gian qua, dư luận một phen xôn xao về câu chuyện đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan giấu ngoài biển. Chỉ từ một đoạn video mấy chục giây đã kéo theo đó là một trào lưu với hàng trăm video tương tự ra đời. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng thì kho báu ngoài biển khơi của bà Lan không có thật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Điều không ngờ đằng sau câu chuyện đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan giấu ngoài biển. Tại họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 13 tháng 5, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trả lời về việc xử lý hiện tượng người dùng mạng xã hội đu trend hay cắt ghép hình ảnh tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, ông Do cho biết đã nắm bắt thông tin qua kiểm tra và nhận thấy hiện tượng người dùng mạng xã hội đã cắt ghép phát ngôn của bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa gần đây. Ông Do khẳng định bà Trương Mỹ Lan không hề phát ngôn như vậy. Hiện tượng này hay trend, xu hướng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chỉ chưa đầy một tuần từ ngày 13 đến 14 tháng 4 năm 2024. Và những người gọi là đu trend dùng những ảnh, clip cắt ghép liên quan đến nội dung này chỉ mang tính chất hài hước, vui vẻ, chưa phải là nội dung lừa đảo hay có ý đồ xấu. Tuy nhiên, ông Do cũng nhấn mạnh đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Ông Do cũng cho biết, Cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm nguồn gốc của trend này nhưng không truy tìm được vì đã lan rộng trên mạng xã hội. Thậm chí, rất nhiều người nổi tiếng cũng đu trend này. Về việc xử lý, Cục Phát thanh và Truyền hình Thông tin Điện tử đã tạm gỡ một vài tài khoản có lượng người dùng theo dõi lớn chứ không thể gỡ triệt để. Cùng với đó, Cục đã nhanh chóng thông tin đến báo chí để người dùng mạng xã hội biết không nên đưa những thông tin sai sự thật như vậy dù mục đích chỉ là hài hước. Trước đó, khoảng giữa tháng 4 năm 2024, sau khi tòa tuyên án sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, trong một số mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện trend, xu hướng, ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Trend đi tìm kho báu 673.000 tỷ của bà được cho là xuất hiện từ một nội dung trên mạng xã hội. Khi được tòa hỏi giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời, các người muốn của cải của ta ư, ta giấu ngoài biển khơi ấy, người muốn thì ra đó mà tìm. Hàng ngàn tài khoản trên mạng xã hội đã đăng lại bài viết kèm hình ảnh, video cắt ghép với nội dung rủ nhau đi tìm kho báu. Các bài đăng lấy cảm hứng từ nội dung bộ truyện anime và manga nổi tiếng có tên One Piece. Trong One Piece, nhân vật Gold D. Roger là người đã tìm ra kho báu vĩ đại nhất thế giới. Và từ đó, mọi hải tặc đều ra khơi tìm kiếm kho báu ấy để trở thành vua hải tặc mới. Trên mạng xã hội, một số người nổi tiếng cũng theo trend đi tìm kho báu hoặc cố tình hiểu là bà Trương Mỹ Lan có khai giấu tài sản ngoài biển, khiến không ít người bình luận với nội dung tiêu cực. Tham gia xuyên suốt phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, toàn bộ lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại tòa không có chi tiết nào khai là giấu kho báu ngoài khơi. Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi phân tích, cư dân mạng đã dùng hình ảnh, clip thật tại phiên tòa để lồng ghép nội dung sai lệch, bịa đặt. Chỉ những người tham dự phiên tòa mới biết được tiếng nói thật của chủ tọa và bị cáo. Còn người dân bình thường làm sao biết được đâu là tiếng thật, đâu là tiếng do công nghệ AI tạo ra. Theo luật sư Quỳnh Thi, việc cứ vài ngày, vài tuần xuất hiện một trend lồng ghép hình ảnh để người dùng tăng tương tác, xả stress là chuyện rất bình thường trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lồng ghép hình ảnh hoạt động tố tụng tại tòa án để đưa thông tin sai lệch, tạo trend, coi chừng vi phạm pháp luật. Việc dùng hình ảnh thật rồi lồng ghép tiếng nói với nội dung sai lệch hoàn toàn, đưa thông tin không đúng sự thật, có thể tác động xấu trên mạng, gây hoang mang trong dư luận là vi phạm pháp luật. Còn hành vi đó vi phạm tới mức độ nào, bị xử lý ra sao thì cần phải qua công an xác minh của cơ quan tiến hành tố tụng để làm rõ động cơ mục đích của cá nhân hay tổ chức đã đưa hình ảnh, thông tin lên mạng. Biệt thự Phương Nam triệu đô của bà Trương Mỹ Lan có gì đặc biệt? Theo ghi nhận, căn biệt thự cổ rộng gần 3.000 m2 trên khu đất vàng nằm ở quận 3 có 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần, ba huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu. Căn biệt thự cổ nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nhưng nổi bật bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo hiếm hoi. Căn biệt thự được xây dựng vào những năm 1920-1930 và được đặt tên là biệt thự Phương Nam. Một thời gian sau đó, căn biệt thự do cụ Đặng Kim Chi, sinh năm 1938, và Nguyên Kim Sa Giang, sinh năm 1934, định cư tại Mỹ sở hữu. Năm 2015, cụ Chi và cụ Giang đã chuyển nhượng cổ phần sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất và toàn bộ nội thất bên trong cho công ty cổ phần Minerva với giá 35 triệu USD, khoảng 700 tỷ đồng, một trong những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
năm 2019, sau khi được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép, gia đình bà Trương Mỹ Lan bắt tay vào trùng tu. Gia đình bà Lan đã thuê một đội chuyên gia nước ngoài tham gia khảo sát gần 3 năm nhằm mục đích đánh giá toàn diện nguồn gốc các vật liệu kiến trúc xây dựng, từ đó đưa ra kế hoạch sửa chữa cho các cơ quan chức năng thẩm định. Theo kế hoạch, nhóm kỹ sư sẽ tháo bỏ dãy nhà phía sau biệt thự nằm tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Diệu. Đây là hạng mục ông được xây dựng thêm sau năm 1975 không mang dấu ấn biểu trưng. Bước tiếp theo nâng cấp hàng rào và ba cổng nằm ở hai mặt tiền đường Võ Văn Tần và bà huyện Thanh Quan. Cuối cùng trùng tu hội trường âm nhạc, nhà chính và mái nhà. Kiến trúc sư Nicolas Viste, chuyên gia bảo tồn Pháp, trưởng nhóm trùng tu biệt thự 110-112 Võ Văn Tần cho biết ông đã mất nhiều thời gian đánh giá về biệt thự nhằm mục đích nghiên cứu toàn diện. Gần 100 năm tồn tại chắc chắn căn nhà sẽ phải thay thế, sửa chữa một số vật liệu. Vì thế chúng tôi phải tìm hiểu rõ mỗi viên gạch, thanh rầm, khung cửa sổ là nguyên gốc hay đã thay đổi rồi, kiến trúc sư Nicolas Viste cho biết. Theo vị chuyên gia người Pháp, chủ nhân khi xây dựng đã lựa chọn những nguyên liệu đến nay rất khó tìm kiếm. Cụ thể, loại gạch ceramic được đặt hàng riêng cho khí hậu ở Đông Dương, khung sắt ở Lan Can đặt tại Pháp, Đức và vận chuyển đường biển về Việt Nam lắp đặt. Kính thông gió, cửa kính cũng sản xuất những năm 1920 từ châu Âu, tranh tường do họa sĩ chuyên nghiệp vẽ. Chưa kể, phần mái nhà hiện đã hỏng, chủ nhà sau này còn phải dùng các tấm tôn, kim loại che lại. Mỗi cơn mưa đổ xuống, nước thấm sâu vào, làm hư hỏng thêm một số kiến trúc như tường, gạch, cửa. Khắc phục được phải mất nhiều công sức. Trong khi đó, trong email gửi đến phóng viên báo Người Lao Động, bà Andrea Tiefel, chuyên gia phục chế, giám đốc các dự án bảo tồn văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức, nhận định cần làm mọi cách giữ nguyên hiện trạng ban đầu của căn biệt thự nói trên. Đây là công trình độc nhất vô nhị và hiếm hoi còn tồn tại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Qua khảo sát trực tiếp căn nhà này, bà thấy từ kiến trúc đến các bức tranh vẽ, từng căn phòng đến các bức tranh được vẽ từng căn phòng rất đặc biệt. Mặc dù vậy, sau nhiều năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn công. Tháng 10 năm 2022, bà Lan bị bắt, nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi, công trình ngừng thi công từ đó đến nay. Ngoài căn biệt thự cổ này, hội đồng xét xử còn tuyên tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để bảo đảm thi hành án nghĩa vụ tương xứng. Hội đồng xét xử tuyên bố một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bị cáo Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng bất động sản, dự án thì trả lại số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc nộp tiếp tiền theo giao dịch đã thỏa thuận để bảo đảm nghĩa vụ của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án và được nhận lại cổ phần, dự án, bất động sản để tiếp tục thực hiện. Các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, bảo đảm nghĩa vụ cho bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Để khắc phục hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB, trong vụ án, bị cáo Lan đề nghị bán nhiều tài sản, bị cáo đề nghị bán khách sạn Đài U Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này. Cạnh đó, bị cáo Lan nói bị cáo đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Place Liễu Giai Hà Nội với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu USD. Đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho biết trên thực tế, tòa nhà Capital Place Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu USD chứ không phải 1 tỷ USD như bị cáo mong muốn. Theo ghi nhận, tòa Capital Place cao 37 tầng nằm ở số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích đất sử dụng của công trình này khoảng 11.000m², gồm tháp 1 bên trái, tháp 2 bên phải, cùng chung khối đế 6 tầng, 3 tầng hầm đỗ xe. Mỗi tầng trong không gian văn phòng của Capital Place được bao quanh bởi kính dày, cao 2,7m từ sàn đến trần và tầm nhìn toàn cảnh 360 độ. Tòa nhà Capital Place ở giữa tọa lạc ngay tại điểm giao cắt Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình. Tòa nhà Capital Place ở giữa, bên trái là tòa nhà Lotte và bên phải là dự án Vinhomes Metropolis với tổng diện tích hơn 90.000m², diện tích văn phòng và hơn 5.000m² diện tích thương mại. Tòa cao ốc được cho là tòa nhà hiện đại hạng A tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố, đồng thời cung cấp diện tích mặt sàn thương mại lớn. Tòa nhà Capital Place trước là một phần của dự án Vinhomes Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân công ty cổ phần Twin Peaks thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore Capitaland. Tòa nhà Capital Place nằm giữa tòa nhà Lotte bên trái, cao thứ 3 ở Việt Nam với hơn 267m, 65 tầng và dự án Vinhomes Metropolis bên phải.
Hiện tòa nhà là trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Bị cáo Lan còn khai trước đây bị cáo từng dùng 920 tỷ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị cáo, hiện giá thị trường cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với số cổ phần này, hội đồng xét xử xác nhận con gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng như thời điểm mua vào. Bà Lan cũng đồng ý bán nhà máy sản xuất vaccine thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án. Sáng ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM chính thức mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là Chu Lập Cơ và 84 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và một số đơn vị liên quan. Trong phần trình bày lý lịch, bà Lan cùng cháu gái Trương Huệ Vân chỉ trả lời một vài câu hỏi đơn giản của chủ tọa phiên tòa. Trích phần kiểm tra nhân thân của bị cáo Trương Mỹ Lan. Thế về trình độ nói thì học, bị cáo học tới lớp mấy rồi? Dạ, 12 ạ. 12? Dạ. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo làm nghề gì? Dạ, thưa là tập đoàn Vạn Thịnh Phát ạ. Bị cáo có chồng con gì chưa? Dạ, thưa có ạ. Có chồng là ông Chu Lập Cơ, là bị cáo trong vụ án đúng không? Chưa gọi tên ra bị cáo tên nào khác không? Dạ, không ạ. Ngày tháng năm sinh bị cáo? 21 tháng 3, 1988. Sinh nhật tại đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo học từ lớp mấy vậy? Dạ, 12/12. Khi phạm tội làm nghề gì? Dạ, bị cáo là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Dạ. Tập đoàn quản lý bất sản nguyên sao không? Dạ, có ạ. Phần lý lịch trên chỉ là thủ tục trong phiên tòa. Còn theo tài liệu điều tra, Trương Mỹ Lan còn có tên thật là Trương Muội, là một nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa. Bà Lan là người sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước khi bị bắt, gia tộc của bà Lan là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam, nhưng cũng rất kín tiếng trước truyền thông. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước đây sở hữu nhiều khu đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ, một doanh nhân bất động sản ở Hồng Kông, Trung Quốc. Vợ chồng bà Lan có hai người con gái, Chu Duyệt Phấn và Chu Duyệt Hằng. Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, tiền thân là công ty tư doanh Vạn Thịnh Phát, được thành lập năm 1991, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Trương Huệ Vân, cháu bị can Trương Mỹ Lan. Cổ đông chính là bà Trương Mỹ Lan với 60% cổ phần. Bà Elizabeth Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Hằng, con gái bà Trương Mỹ Lan, đóng góp 10% cổ phần. Công ty cổ phần Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân, đóng góp 20% cổ phần. Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát có dự án khu dân cư Bonville, tọa lạc tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 56.293 m2. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, bán buôn thực phẩm, nhà hàng dịch vụ. Người đại diện hợp pháp là bà Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc, em dâu bà Trương Mỹ Lan. Cổ đông chính là công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 49% cổ phần. Bà Chu Duyệt Hằng nắm giữ 15,5% cổ phần, bà Chu Duyệt Phấn nắm giữ 15,5% cổ phần. Công ty cổ phần Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân, nắm giữ 20% cổ phần. Công ty này triển khai dự án khu dân cư Sterling Residence, quy mô 264.633 m². Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh bất động sản với đại diện pháp lý là ông Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc, nhưng hiện ông Dương đã chết. Công ty này có 10 cổ đông cá nhân và 21 cổ đông pháp nhân. Dự án triển khai khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú có vốn điều lệ 2.868 tỷ đồng với ngành nghề chính là tư vấn quản lý do ông Tạ Chiêu Trung làm tổng giám đốc. Cổ đông chính là bà Trương Huệ Vân, nắm giữ 50,5% vốn điều lệ. Công ty Prosperity Asia Capital Limited, quốc tịch British Virgin Islands, nắm giữ 19,5%. Nhóm công ty tạo doanh thu cao cho Vạn Thịnh Phát bao gồm Công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khách sạn quốc tế Thiên Phúc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinametric, Công ty cổ phần Bông Sen,
công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý Sài Gòn Artisan, công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Atelier, công ty trách nhiệm hữu hạn Coco & May. Nhóm công ty ma có mục đích đứng tên khoản vay, chuyển nhận tiền từ nước ngoài, phát hành trái phiếu, đứng tên dự án, chuyển nhượng cổ phần, tài sản. Theo cáo buộc, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB, sử dụng vào các mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 64.621 tỷ đồng. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng, hành vi tham ô tài sản. Điển hình như phủ nhận chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty ma, cấu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật của nhiều công ty để tạo lập khoản vay, chiếm đoạt tiền của SCB, tạo lập hồ sơ vay vốn khống để hợp thức việc rút tiền từ SCB, thông đồng cấu kết với công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa vào hồ sơ vay vốn, đưa tài sản bảo đảm không đủ pháp lý. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB là một loại hình công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, đồng thời là một tổ chức tín dụng hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng. Mặc dù bà Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ nào tại ngân hàng SCB, nhưng là người có quyền hạn tại nhà băng này, vì từ khi sáp nhập năm 2012 đến nay, bà Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân thân tín luôn nắm giữ cổ phần chi phối từ 85% đến 91,5% tổng số cổ phần ngân hàng SCB. Với việc nắm giữ số cổ phần chi phối hoạt động, bố trí người thân tín, giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, hội đồng quản trị, ban điều hành, nên mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ hoạt động của Trương Mỹ Lan. Ngân hàng SCB được phép nhận tiền gửi của các cá nhân tổ chức quản lý tiền huy động để hoạt động kinh doanh cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn, phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB để huy động vốn. Nhưng thay vì điều hành hoạt động theo quy định của pháp luật, Trương Mỹ Lan đã sử dụng quyền hạn của mình để chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hồ sơ để rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Các hồ sơ cho vay này thực chất không phải là hồ sơ vay vốn quy định của pháp luật. Sai phạm được xác định cụ thể trong các hồ sơ cho vay là các pháp nhân cá nhân vay vốn do nhóm Vạn Thịnh Phát lập ra không phải là người có nhu cầu vay vốn thật hoặc phương án vay vốn khống vì tiền giải ngân không thực hiện đúng như phương án mà chỉ để phục vụ cho các mục đích của Trương Mỹ Lan. Tài sản đảm bảo đưa vào chỉ là phương thức thủ đoạn, vi phạm trình tự thủ tục đăng ký tài sản đảm bảo. Về giá trị và tính pháp lý, vi phạm các quy định nhằm hợp thức việc rút tiền của ngân hàng SCB. Viện Kiểm sát làm rõ thủ đoạn thao túng SCB của Trương Mỹ Lan. Trong ngày làm việc thứ 19, tức ngày 1 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đối đáp nội dung bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân phân tích làm rõ 3 vấn đề gồm vai trò thực sự của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB, mục đích đưa tài sản vào SCB, lý do truy tố bị cáo này tội tham ô, trong khi nhiều đồng phạm được xác định giúp sức bị truy tố với tội danh khác. Để xác định vì sao bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền hạn quyết định điều hành chi phối mọi hoạt động của SCB, trong đó có cả hoạt động cho vay, Viện Kiểm sát dẫn chứng nhiều tài liệu. Viện Kiểm sát chứng minh bị cáo Lan thâu tóm sở hữu tới 91,5% vốn điều lệ của SCB. Viện Kiểm sát cho biết tại bảng kê biến động cổ đông do bị cáo Tạ Chiêu Trung lập ghi nhận thời điểm ngày 5 tháng 6 năm 2022 và lời khai của bị cáo Tạ Chiêu Trung đều thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan giao cho Tạ Chiêu Trung theo dõi cổ phần SCB do bị cáo Lan sở hữu từ thời điểm hợp nhất cho đến trước khi khởi tố vụ án. Trong đó, mọi biến động của SCB đều theo ý của bị cáo Trương Mỹ Lan, bao gồm cổ phần của công ty Việt Vĩnh Phú và cổ phần đứng tên 5 cổ đông là công ty nước ngoài. Từ sau khi SCB hợp nhất năm 2012, số cổ phần tại SCB mà bị cáo Tạ Chiêu Trung theo dõi là 85%. Đến tháng 10 năm 2022 là trên 91% do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên, trong đó có cả 5 cổ đông nước ngoài. Việc mua thêm cổ phần SCB là do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lấy tiền từ bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cạnh đó, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Phó Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Hành chính Nhân sự của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã giao nộp cho cơ quan điều tra 6 sổ chứng nhận hợp đồng bản gốc của công ty Việt Vĩnh Phú và 5 công ty nước ngoài tìm thấy trong phòng làm việc của bà Trương Mỹ Lan tại trụ sở thuộc phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lời khai của các cá nhân đứng tên cổ phần tại SCB đều thể hiện đứng tên hộ bị cáo Trương Mỹ Lan. Tại các biên bản hỏi cung, bị cáo Trương Mỹ Lan xác nhận bị cáo vận động người thân, bạn bè mua cổ phần 3 ngân hàng từ trước khi sáp nhập để đạt tỷ lệ trên 65%. Sau sáp nhập,
bị cáo tiếp tục nhờ người thân, bạn bè, pháp nhân đứng tên 85% cổ phần. Sau đó tiếp tục thu mua cổ phần đến tháng 10 năm 2022. Về nguồn tài chính của 5 công ty nước ngoài sở hữu cổ phần mà bị cáo Lan khai là bạn thì bị cáo không nêu được cụ thể danh tính. Viện Kiểm sát khẳng định, 5 pháp nhân này cũng là đứng tên hộ bị cáo Lan để đầu tư tài chính. Ngoài ra còn rất nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo Trương Mỹ Lan nắm giữ cổ phần, giữ quyền cao nhất tại SCB. Các luật sư của bị cáo Lan cho rằng hội đồng quản trị mới có quyền quyết định mọi hoạt động của SCB, trong khi bị cáo Lan không phải thành viên hội đồng quản trị. Viện Kiểm sát cho rằng nhận định này là không đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, không đúng các tài liệu, chứng cứ đã được điều tra, thu thập khách quan trong hồ sơ vụ án, cũng như không phù hợp với kết quả thẩm tra công khai tại tòa. Viện Kiểm sát dẫn chứng theo quy định việc bầu thành viên hội đồng quản trị chỉ cần 51% trên tổng số biểu quyết của các cổ đông. Cổ đông nhóm cổ đông giữ trên 65% được đề cử đủ số thành viên hội đồng quản trị. Về việc bị cáo Trương Mỹ Lan và một số luật sư cho rằng việc quyết định hội đồng quản trị do Ngân hàng Nhà nước quyết định là chưa đúng quy định. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ xem xét, chấp thuận danh sách những người bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng chứ không ra quyết định, bầu hay quyết định chấp nhận. Từ phân tích trên, Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan không trực tiếp quản lý tài sản của SCB, nhưng thâu tóm, sở hữu, chi phối phần lớn cổ phần, chiếm tới 91% vốn điều lệ của SCB. Mục đích để nắm quyền hạn Đại hội đồng cổ đông, cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng SCB. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan quyết định bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt của SCB, quyết định mọi hoạt động điều hành của SCB, cho vay rút tiền để bị cáo sử dụng. Bị cáo Trương Mỹ Lan nắm quyền điều hành Đại hội đồng cổ đông, là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy các đối tượng có chức vụ tại SCB. Bị cáo coi SCB như công cụ tài chính, nơi giữ tiền để bất cứ lúc nào cần dùng là rút. Kiểm sát viên đánh giá. Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Lan là chủ thể thực hiện hành vi phạm tội, tham ô tài sản. Theo Viện Kiểm sát, việc bị cáo và các luật sư đề nghị xem xét chứng minh 5 công ty nước ngoài chuyển tiền mua cổ phần của SCB không thay đổi được việc chứng minh bị cáo Trương Mỹ Lan chi phối, quyết định đối với số cổ phần tại SCB. Kiểm sát viên cũng nêu căn cứ thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan không chỉ quyết định cho các bị cáo giữ chức vụ chủ chốt, mà khi các bị cáo này nghỉ việc cũng phải báo cáo bị cáo Lan để sắp xếp vị trí khác. Mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội, nhưng khi hỏi về các nội dung, bị cáo trình bày rõ từng nhân sự được sắp xếp, bố trí tại thời điểm này, thậm chí còn nêu rõ lý do sắp xếp nhân sự. Bị cáo thừa nhận thời điểm các cán bộ chủ chốt SCB xin nghỉ công tác đều thông qua bị cáo. Như vậy, có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo là người sắp xếp nhân sự chủ chốt tại SCB. Đây là phương thức thủ đoạn để bị cáo sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB, kiểm sát viên nêu quan điểm. Về các công ty ma liên quan vụ án, Viện Kiểm sát cho rằng lập luận của luật sư và bị cáo Lan cho rằng vì người đứng tên các công ty này không phải bị cáo, không phải người nhà bị cáo nên cáo buộc của Viện Kiểm sát là không có căn cứ. Viện Kiểm sát dẫn chứng toàn bộ công ty ma do các cá nhân thân tín của bị cáo Lan, trong đó có bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, phối hợp Nguyễn Phương Anh thành lập theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Càng về sau, số lượng công ty càng nhiều nhưng không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan và việc giải quỹ. Do đó, bị cáo Lan tiếp tục sử dụng nhóm công ty có liên quan khác như nhóm công ty Đông Phương, nhóm công ty Tường Việt. Thủ đoạn của bị cáo Lan là chỉ đạo miệng, tất cả chỉ đạo trong chuỗi hành vi phạm tội đều không để lại bút tích. Bị cáo không đứng tên khoản vay, tài sản công ty nên bị cáo tin tưởng rằng hành vi phạm tội của bị cáo không thể bị phát hiện và cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý bị cáo. Chính vì vậy, bị cáo và luật sư đề nghị xác minh người đứng tên, số tài khoản đứng tên công ty để chứng minh không liên quan bị cáo. Toàn bộ hồ sơ tố tụng lời khai của các đồng phạm cũng như chính bị cáo Trương Mỹ Lan đã chứng minh các công ty ma được thành lập theo chỉ đạo của bị cáo để phục vụ việc rút tiền của SCB, kiểm sát viên đánh giá. Xác định tội danh của bị cáo Trương Mỹ Lan qua đánh giá hành vi. Cơ quan công tố thống nhất bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội với cùng phương thức thủ đoạn thuộc trường hợp đồng phạm có tổ chức, chiếm đoạt và gây thiệt hại, số tiền đặc biệt lớn. Quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng, phân tích loại tính chất, hành vi đồng phạm, lỗi cố ý và ý thức chủ quan của hành vi phạm tội, có vai trò giúp sức đến đâu thì xử lý đến đó. Trong vụ án này, những bị cáo có chức vụ quyền hạn vai trò tại SCB, hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát là những người tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Các bị cáo khác là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo không thể quyết định. Một số bị cáo nhận ra hành vi sai phạm thì nghỉ việc hoặc chuyển công tác.
ý thức của nhóm bị cáo này không biết đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản của SCB. Từ những phân tích này, Viện Kiểm sát nhấn mạnh không thể đánh giá họ đồng phạm về tội tham ô tài sản. Về bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, bị truy tố tội nhận hối lộ, nhưng các bị cáo có hành vi nhận hối lộ khác thuộc đoàn thanh tra lại không bị truy tố theo tội danh này. Cơ quan công tố cũng làm rõ, Viện Kiểm sát Nhân dân xác định bị cáo Nhàn nhận thức việc đủ điều kiện đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và chuyển sai phạm sang cơ quan điều tra. Bị cáo Nhàn đã lợi dụng điều này để gặp bị cáo Lan, thông báo tình hình, đồng ý bưng bít sai phạm và hướng dẫn bị cáo Lan cách đối phó. Sau đó, bị cáo Lan đã chỉ đạo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, bỏ 5,2 triệu USD vào các thùng xốp đưa cho bị cáo Nhàn. Hành vi của bị cáo Nhàn cấu thành tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát nhận định theo hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các bị cáo, thể hiện bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, là người ra quyết định thanh tra SCB, người trực tiếp chỉ đạo bị cáo Nhàn và đoàn thanh tra về chuyên môn. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018, bị cáo Hưng nhiều lần nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB với tổng giá trị 390.000 USD để chỉ đạo đoàn thanh tra chỉnh sửa nội dung thanh tra, dẫn đến kết luận thanh tra bị sai lệch. Tuy nhiên, hành vi này là chỉ đạo làm trái công vụ, có tính vụ lợi và khác với bản chất nhận tiền để chỉ cách đối phó của bị cáo Nhàn. Đối với ý kiến cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội với cùng phương thức thủ đoạn nhưng lại bị truy tố các hành vi khác nhau, Viện Kiểm sát thống nhất quan điểm đánh giá của luật sư rằng từ năm 2012 đến khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị cáo Lan và đồng phạm giữ các cương vị, vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện một chuỗi hành vi phạm tội xâm phạm quản lý hoạt động ngân hàng của cơ quan nhà nước thuộc trường hợp đồng phạm có tổ chức, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Trong quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng đã phân tích loại tính chất, hành vi đồng phạm, lỗi cố ý và ý thức chủ quan của hành vi phạm tội, có vai trò giúp sức đến đâu thì xử lý đến đó. Trong vụ án này, những bị cáo có chức vụ quyền hạn, có vai trò tại SCB, hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát là những người tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Lan. Đối với các bị cáo khác và nhóm dưới có nghĩa vụ quyền hạn cấp tín dụng tại SCB là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo không thể quyết định. Một số bị cáo nhận ra hành vi sai phạm thì nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Ý thức của nhóm bị cáo này không biết đã giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt tài sản của SCB. Từ những phân tích này, Viện Kiểm sát nhấn mạnh không thể đánh giá đồng phạm về tội tham ô tài sản. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.